Podcast sẽ quay trở lại với các bạn với thông tin về cái chết đầy bí ẩn của một thanh niên làm nghề bảo vệ. Anh ta đã nhảy lầu tự sát tại chính nơi làm việc của mình. Nơi đó còn có tên gọi là giường quỷ bạn. Vai diễn của mình trong Sửng Ngoài Bao là mình là một cameraman tên là Viên. Mình đi với một nhóm bạn vào một cái xưởng bỏ hoang để mình đi quay clip về ma quỷ. Vai của mình có tính cách đặc biệt đó là mình rất là lạnh lùng. Khi vai của mình giận lên á, mình bị rất là nhạy cảm và mình không có kiểm soát được bản thân mình và mình sẽ trở thành một người khác. Đúng là vai là một anh chàng tên là Đại, là một anh chàng rất là tự do và rất là phóng khoáng, thích gì làm đó. Và anh chàng này có một chuyển biến tâm lý nhân vật rất phức tạp và Tuấn rất kỳ vọng vào vai diễn này. Vai Như trong phim Sửng Ngoài Bao là một vai một cô gái khá là kỳ dị một chút xíu, có tính cách hơi trầm lắng và một người thiên sống về nội tâm nhiều, và một cô gái rất là tin vào việc có ma quỷ và cố gắng làm mọi cách để chứng minh hiện tượng ma quỷ. Chọn là một người thiếu thốn tình cảm này, và đang tìm kiếm những cái sự nổi tiếng, cái sự quan tâm của cộng đồng mạng, và anh đang tìm mọi cách để đạt được cái mục đích đó. Đảm bảo sau đêm nay kênh Black Cat của ta sẽ trở thành kênh hot nhất YouTube. Nói chung bộ phim cũng rất ấn tượng. Những yếu tố rất là bất ngờ. Mọi người nhớ ra rạp phim ngày 19 tháng 1, 2018. Và hãy ủng hộ cho Jay Quân cũng như là ekip. Xin cảm ơn.